Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Crystal Palace và câu lạc bộ Wolverhampton. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 12 giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 19 tháng 10 và các cầu thủ Palace sẽ tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Palace sẽ là những người đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội khách Wolverhampton với mức kèo là 0,25. Mức kèo hay hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5. Mức tài xỉu đảo này là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá nha. 5 lần gặp nhau gần nhất của Palace và Wolverhampton. Palace thắng 1 và thua 4 trước Wolverhampton. 5 trận thi đấu gần nhất của Palace, Palace thắng 1, hòa 3 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Wolverhampton, Wolverhampton thắng 1, hòa 1 và thua 3. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình chọn cửa độ khách Wolverhampton được chấp 0,25 hoặc là 0,5. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Wolverhampton bị đánh giá cửa dưới cũng như là phải đi đá sân khách, tuy nhiên thì xét về thực lực Wolverhampton họ cũng không thua kém gì Palace là mấy đâu. Thứ hai này thì trận đấu này Wolverhampton được chấp. Nếu như mà kết thúc 9 phút hai đội có tỷ số hòa thì chúng ta chọn cổ Wolverhampton. Chúng ta cũng chỉ từ quay kèo để thắng kèo mà thôi. Và thứ ba thì xét về phong độ cũng như thành tích ở đầu hiện tại á, thì mặc dù là cả hai đội đều đang có phong độ không mấy thật sự tốt ở năm lượt trận vừa qua. Tuy nhiên thì cái thành tích ở đầu của Wolverhampton trước Palace thì Wolverhampton cũng đang chiếm lợi thế hơn. Khi mà 5 lần chạm trán gần nhất thì họ thắng cũng được 4 trận liên tiếp. 5-6 lượt trận vừa qua thì Wolverhampton họ cũng đã để mất điểm khá là nhiều rồi. Ở lượt trận này thì gặp cái thủ cũng không quá mạnh là Palace và đây có phần không tốt nữa, thì đây biết đâu sẽ là cái cơ hội để cho Wolverhampton phải là tìm kiếm lại cảm giác giành thắng của mình. Chỉ cần Wolverhampton mà tận dụng tốt cơ hội để có chiến thắng cách biệt một bàn trước Palace thôi thì chúng ta đã thắng kèo rồi. Cho trận đấu này và nó tin tưởng mình ưu tiên đi cửa Wolverhampton được chắc, người sẽ rất là sáng cho bạn. Trận đấu này ít nhất thì Wolverhampton họ sẽ có được một điểm để rời sân Palace chứ mình nghĩ sẽ không thua đâu. Mức tài xỉu trận này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì những lần mà hai đội chạm trán với nhau thì đa phần là từ hai bàn trở xuống là nhiều và hiện tại thì hai đội đều được độ không tốt. Cho nên vì đó trận đấu này một lần nữa sẽ không gì thắng được ghi đâu, có thể là kết thúc 9 phút. Điều đó sẽ có số là 1-0 như vậy cho Wolverhampton hoặc là hai đội sẽ hòa nhau một điều và cũng có thể là sẽ không có bàn thắng nào được ghi ở trận đấu này. Cho nên là bạn nào tin tưởng mình nữa ưu tiên đá cửa xỉu 2,5 hoặc là 2,75 trận này. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và sẽ một đáy. Thì gì đó hiệp 1 có thể là Wolverhampton là những người sẽ có bàn trước. Hiệp 1 thì các bạn nên lựa kèo Wolverhampton được chấp đồng nữa và đã tài 2.1 thì vào nhẹ nha. Tóm lại trận đấu chốt kèo là chọn cổ Wolverhampton và đá xỉu. Ở hiệp 1 thì chọn cổ Wolverhampton và đá nhẹ cái tài dưới 1. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.